Máy ép cảm viên S270 lắp đặt đầu nổ không cần điện 3 pha cho năng suất khủng lên tới 450 cân trên 1 giờ. Hồng Nga xin kính chào quý vị và bà con. Thưa quý vị, hiện tại Hồng Nga đang có mặt tại xưởng sản xuất của công ty trách nhiệm hữu hạn Bình Minh có địa chỉ tại khu công nghiệp Phú Thịnh, thị xã Sơn Tây, Hà Nội để cùng với nhân viên bán hàng và tổ kỹ thuật viên bàn giao máy S270 lắp đặt đầu nổ D24 cho khách hàng anh Minh ở Đồng Nai. Và quá trình thử máy sẽ diễn ra như thế nào? Vậy thì ngay bây giờ xin mời quý vị hãy nán lại một vài phút để cùng với Hồng Nga theo dõi quá trình này. Xin mời quý vị ạ. Khách hàng anh Minh có một trang trại chăn nuôi lợn, bò, cần tìm kiếm một dòng máy ép cảm viên cho năng suất tầm vài tấn một ngày. Nhưng vì trang trại không có dòng điện 3 pha nên có rất nhiều loại máy móc anh đã tham khảo trước đó nhưng không thể sử dụng được. Biết đến công ty Bình Minh, qua lời giới thiệu của bạn đã mua dòng máy ép cảm viên S250 lắp đặt đầu nổ D24 không cần sử dụng điện 3 pha. Nên khách hàng của chúng ta đã gọi điện đến công ty Bình Minh và nhận được sự tư vấn của nhân viên bán hàng. Mua máy S270 lắp đặt đầu nổ D24 tiện dụng có đề cùng ắc quy do công ty Bình Minh sản xuất, dễ dàng sử dụng, lại không cần dùng điện 3 pha mà vẫn đảm bảo năng suất từ 350 kg đến 450 kg trên 1 giờ, đáp ứng mọi yêu cầu của khách hàng. Vì điều kiện đường xa xa xôi, khách hàng của chúng ta đã không thể trực tiếp đến xưởng sản xuất của công ty Bình Minh, nên nhân viên bán hàng đã cùng với kỹ thuật viên tổ chức chạy thử máy với nguyên liệu, rồi gọi video trực tiếp cho khách hàng từ xa theo dõi quá trình chạy thử máy. Tư vấn viên đã giới thiệu cho anh ưu điểm việc sử dụng đề và ắc quy giúp anh hỗ trợ vận hành máy dễ dàng hơn so với việc dùng đầu nổ que tay và thiết kế buồng làm việc tròn sâu, rộng rãi, có đường kính tới 49cm, chứa đựng được lượng lớn nguyên liệu mà không gây tắc nghẽn máy. Đặc biệt hơn nữa, máy được trang bị cầu hộp số ô tô có tác dụng tăng cường và duy trì hoạt động của máy. Hiện tại, kỹ thuật viên đang hướng dẫn anh Minh chạy thử máy qua điện thoại. Đầu tiên, cho chạy trước 5-10 cân bột cám gạo để làm trơn mặt sàn. Và lưu ý anh trong quá trình phối trộn nguyên liệu phải đảm bảo độ ẩm 10-20%. Khách hàng anh Minh quan sát thấy máy ép cảm viên dù lắp đặt đầu nổ nhưng vẫn vận hành rất nhanh chóng, rất dễ dàng sử dụng sau khi được hướng dẫn. Máy vận hành hoàn toàn tự động. Khi hoạt động, khách hàng chỉ cần đổ đầy nguyên liệu vào cao nạp cho máy tự vận hành là đã có thể làm các công việc khác mà không cần phải đến thang máy. Và theo yêu cầu của anh Minh, muốn sử dụng thêm nguyên liệu khác để quan sát thêm, kỹ thuật viên đã đổ ngô, hạt và đỗ tương vào cùng với bột cám để cho ra thành thực phẩm viên cám chắc mịn, dinh dưỡng. Viên cám khi ra sẽ ấm nóng, anh Minh có thể trực tiếp cho vật nuôi ăn luôn hoặc đem phơi, sấy khô rồi đem đóng bao để bảo quản lâu dài. Và anh cũng có thể đem cám do chính mình làm ra nhiều chiếc máy S270 lắp đặt đầu nổ D24 mang bán lại cho bà con ở xung quanh. Và trước khi tắt máy, kỹ thuật viên hướng dẫn anh Minh cách làm lớp lót sàn bằng một bát con cám gạo và 5 thìa dầu ăn để lần sau sử dụng máy sẽ không bị tắc sàn. Sau khi quá trình ép cám hoàn thành, kỹ thuật viên tiếp tục hướng dẫn khâu vệ sinh máy. Bộ phận nghiền ép linh hoạt có thể tháo lóc dễ dàng, thuận tiện cho khâu vệ sinh. Trong quá trình vệ sinh máy, kỹ thuật viên cũng đã chỉ dẫn cho anh Minh cách chỉnh độ dài của viên cám và nhân viên bán hàng đã quay sát lại dao cắt cám để cho anh Minh có thể nhìn rõ được quá trình này. Kỹ thuật viên hướng dẫn anh nâng dao cắt cám lên để viên cám ngắn, hạ dao cắt cám xuống để viên cám dài. Thưa quý vị, buổi chạy thử máy với nguyên liệu của chúng ta đến đây là kết thúc. Máy ngay bây giờ đang được kỹ thuật viên vệ sinh sạch sẽ, đóng gói cẩn thận để chuyển tới tay khách hàng anh Minh của chúng ta. Và trong suốt quá trình thử máy, nhân viên bán hàng cùng với kỹ thuật viên luôn giữ được nhiệt tình hướng dẫn cho khách hàng anh Minh của chúng ta. Nếu quý vị còn có thắc mắc, cần được tư vấn giải đáp, hãy gọi ngay tới số hotline được hiển thị ở dưới màn hình. Công ty trách nhiệm hữu hạn Bình Minh luôn cam kết mang đến những sản phẩm tốt nhất, chất lượng nhất. Trực tiếp thay lời cảm ơn của công ty gửi tặng đến quý vị trong suốt quá trình đồng hành, tin tưởng và sử dụng các sản phẩm của công ty. Hồng Nga xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở những video tiếp theo. Tại sao quý khách hàng nên đến công ty Bình Minh mua máy móc? Thưa quý khách hàng, đến với công ty Bình Minh, quý khách sẽ nhận được sự đón tiếp nhiệt tình nhất, chuyên nghiệp nhất, được mua máy móc với giá thành rẻ nhất trên thị trường và được hưởng chính sách bảo hành lên tới 6 tháng tại xưởng. Hết thời gian bảo hành, quý khách vẫn được tư vấn hỗ trợ kỹ thuật miễn phí trọn đời. Vậy quý khách hàng còn chần chờ gì nữa mà không nhanh chóng đến với Bình Minh để sở hữu những loại máy móc tân tiến nhất với giá thành rẻ nhất trên thị trường.